Chào các bạn, video này mình sẽ tiếp tục đố các bạn một cái câu hỏi hết sức hại não về ngôn ngữ lập trình C. Thì mình sẽ có một cái câu đố như sau ha. Mình có một cái mạng kiểu in, cái mạng này mình đặt tên là x đi, và nó có 4 phần thử. Phần tử thứ nhất là 1, phần tử thứ hai là 2, phần tử thứ ba là 3, phần tử thứ tư là 5. Bây giờ mình hỏi các bạn cái biểu thức sau sẽ có giá trị là bao nhiêu? 3x đó, bằng bao nhiêu? Để biết giá trị nó bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ in nó ra, đúng không? Dùng cái lệnh thêm f in nó ra. Value bằng phần trăm d xuống dòng đó, in ra cái biểu thức là 7. Và mình sẽ cho các bạn 4 đáp án. Đáp án đầu tiên là nó sẽ bằng 1. Đáp án B là nó sẽ bằng 2. Đáp án C là nó bằng 3. Đáp án D là nó bằng 5. Một trong 4 giá trị của mạng. Đó, các bạn chọn cho mình đáp án đúng. Thì các bạn nên dừng video này lại để các bạn suy nghĩ xem là cái câu trả lời đúng là câu trả lời nào, và tại sao nó lại như vậy. Ở đây mình sẽ trả lời luôn ha, và mình sẽ đếm từ 1 đến 5 để cho các bạn có thời gian suy nghĩ. Bắt đầu nè: 1, 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn có đáp án chưa? Theo các bạn thì cái biểu thức 3x này nó sẽ in ra giá trị bằng bao nhiêu? A, B, C hay D? Thì đáp án đúng đó, là nó sẽ in ra giá trị là 5. Giá trị là 5. Bây giờ để kiểm chứng thì mình sẽ copy cái đoạn code này, mình chạy thử. Thử trong một cái chương trình biên dịch về C nào đó. Mình thay nó vào cái đoạn này. Các bạn nào nghi ngờ cái đoạn code này nó bị sai lỗi cú pháp không? Mình viết sai không? Để biết viết sai hay không thì chúng ta biên dịch xem nó có lỗi hay không là chúng ta biết cái gì, đúng không? Complete output nữa. Build. Đó, các bạn thấy nó build xanh lè luôn. Là build thành công rồi. Không có lỗi gì hết. Rồi, để biết nó ra giá trị bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ chạy chương trình ra. Các bạn thấy nó ra giá trị là bằng 5. Value bằng 5. Như vậy là đáp án C là đáp án đúng. Thì cái cách viết 3x như thế này nó sẽ tương đương với lại phần tử thứ 3 của mạng x. Hai cách viết này tương đương với nhau ở trong ngôn ngữ lập trình C. Và cách này rất 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 ít dùng, và rất ít lập trình viên biết cái cách viết này. Lâu lâu các bạn đọc code các bạn thấy viết như thế này là các bạn té ngửa ra hết. Sau khi các bạn xem xong cái bài này ra thì để truy xuất phần tử của mạng, các bạn có thể viết theo cách này để cho những cái thằng khác nó đọc code của chúng ta chất bài nó luôn ha. Thì tại sao hai cái biểu thức này nó lại tương đương với nhau? Thì trong C á, trong C nó có thể biểu diễn cái phần tử thứ ba của cái mạng x bằng cái biểu thức như sau ha: bằng sau x cộng 3. Đó, có nghĩa là x là một cái con trỏ ha, offset đi 3 vị trí để đến phần tử thứ ba, sau đó lấy dấu sau là lấy giá trị của con trỏ thì nó sẽ ra là giá trị của cái phần tử thứ ba của mạng. Còn 3x á, thì nó cũng tương đương như vậy ha. 3x thì nó cũng triển khai là tương đương với lại sau
của 3 cộng x. Đó, mà các bạn thấy x cộng 3 với lại 3 cộng x là như nhau ha. Thức cộng mà thì nó có thể giao hướng với nhau. Do đó hai cái biểu thức phía trên và phía dưới là nó tương đương nhau. Chúng ta có thể sửa cái chương trình này lại, một cái chương trình duyệt mãn theo cách mới, theo cách viết code ngược ha. Đó là chúng ta cho một cái vòng lặp for này, print y bằng 0, y nhỏ hơn 4 phân tử đúng không, y cộng cộng, print giá trị nó ra. À, mình in từng phần tử theo cột đấy ha, 100D xuống dòng thôi, như vậy cho nó đơn giản. Cách bình thường là chúng ta hay viết là chúng ta viết như thế nào, xy đúng không, x y phần tử cái y của mình x, thì cách viết ngược là cái y chúng ta sẽ đưa ra ngoài này, x ở phía trong thì thôi. Đó, cách này cũng là cách để dùng để truy xuất phân tử của mày cũng chạy chương trình này nhé. Các bạn thấy nó cũng in ra được tất cả các phân tử của mày nữa, không có gì là sai hết. Thì hy vọng mình thì mình sẽ hy vọng là thông qua cái video này các bạn sẽ có kiến thức ngày càng vững chắc hơn về cái ngôn ngữ lập trình C. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bài câu đố của mình đến đây là hết.